Minh ơi, Suzuki X là 7, hai bánh trước là phanh đẻ, hai bánh sau là tang trống. Vậy thì hai bánh sau nó có ABS không em? Minh ơi, vỏ xe của X là 7, bề ngang chỉ có 195 thôi. Anh muốn thay bự hơn được không em? Minh ơi, mâm zin của Suzuki X là 7 chỉ có 16 inch. Anh không thích, anh muốn thay mâm 17 inch lớn hơn thì nó có ảnh hưởng hay không em? Có được hay không em? Đó, thì tất cả những câu hỏi liên quan về mâm, lớp cũng như là phanh của Suzuki XL7 sẽ được em Minh giải đáp thắc mắc trong video ngày hôm nay. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube chính thức của em Minh Suzuki Đồng Hiệp Long An. Đầu tiên nói về phanh anh chị, thì ở Suzuki XL7 cũng giống như là những cái dòng xe khác ở trong phân khúc như là Xpander hay thậm chí là xe cao tiền hơn như là Innova thì vẫn được thiết kế với cái thiết kế là hai phanh đĩa phía trước và ở hai cái phanh sau thì nó sẽ là phanh tang trống. Đó, thì rất là nhiều anh chị mình hỏi rằng thì phanh tang trống như thế này thì có ABS không? Đó, thì anh chị mình đang liên tưởng đến những chiếc xe máy, tại vì trên những chiếc xe máy anh chị thì nó chỉ được trang bị phanh ABS trên những cái thắng đĩa thôi, thắng đùm ở trên xe máy không có trang bị được. Đó, thì do là cái phanh cổ trên xe máy nó cấu tạo rất là khác với phanh trên ô tô. Và ở trên xe máy anh chị thì cái cảm biến đọc dữ liệu ABS á, nó gắn trên cái đĩa, nên là xe mà không có thắng đĩa thì không có gắn ABS được. Nhưng mà ở trên ô tô hoàn toàn khác anh chị. Ở trên ô tô á, thì cái kết cấu, cái cấu tạo của cái phanh nó cũng khác, và cái mắt đọc để mà đọc dữ liệu ABS á, thì nó sẽ gắn trên cái mirror chứ không phải là gắn trên cái đĩa. Nên là phanh đĩa hay là phanh tang trống gì thì nó đều được trang bị ABS hết. Đó, và ở trên Suzuki XL7 nó là một cái xe được trang bị ABS 4 kênh, là cả 4 bánh xe nó đều có ABS. Đó, anh chị mình quan sát giúp em ở đây ngay cái cục ABS đây. Đây, ra 4 kênh anh chị, 1, 2, 3, 4. Đó, đồng nghĩa với việc là 4 bánh nó đều có ABS cả. Đó, và việc mà cả 4 bánh nó đều có ABS cả thì nó sẽ làm cho cái xe mình nó an toàn hơn rất là nhiều. Đó, vì những cái công nghệ quan an toàn đi kèm đó anh chị, ví dụ như là EBD, BA hay thậm chí là cân bằng điện tử khởi hành ngang dốc thì nó đều được xử lý qua cái bộ ABS này hết. Đó. Đó, nên tóm lại vấn đề là XL7 là một cái xe có đầy đủ ABS trên cả 4 bánh xe. Rồi, giải đáp thêm cho anh chị mình một cái thắc mắc nữa là giữa phanh đĩa với lại phanh tang trống thì cái nào hiệu quả hơn, và giữa một cái xe có phanh đĩa phía sau và cái xe phanh tang trống phía sau thì nó khác nhau ở chỗ nào? Đó, thì theo em anh chị thì một chiếc xe được trang bị phanh đĩa ở phía sau hay là phanh tang trống ở phía sau á thì nó chỉ khác nhau về cái mặt thẩm mỹ thôi anh chị. Phanh tang trống thì nhìn nó sẽ không có đẹp được như là cái phanh đĩa. Đó, nhưng mà cái phanh tang trống này nè với lại cái phanh đĩa ở trên những cái dòng xe 7 chỗ với cỗ máy 1.5 như vậy anh chị thì cái việc mà hiệu quả phanh á thì nó cũng 9-10 với nhau thôi, nó không có trên lệch nhiều. Nhưng mà việc trang bị phanh tang trống như thế này á thì cái bảo dưỡng của mình rất là ít, tại vì phanh tang trống nó là một cái phanh kính nên là bảo dưỡng vệ sinh nó sẽ ít hơn cái phanh đĩa, nó đỡ tốn tiền bảo dưỡng hơn phanh đĩa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là việc thay 4 phanh tang trống nó cũng rẻ hơn so với việc chi phí thay phanh đĩa rất là nhiều, nó chỉ đâu đó khoảng một nửa giá thôi anh chị. Đó, và cái ảnh hưởng lớn nhất nó chỉ là về mặt thẩm mỹ thôi. Còn về mặt hiệu quả phanh thì nó hầu như là như nhau. Và về mặt bảo dưỡng nuôi đó anh chị thì phanh tang trống nó sẽ rẻ hơn phanh đĩa. Đó. Rồi, tiếp theo thì ngoài phanh ra thì rất là nhiều anh chị mình hỏi những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề mâm lốp. Ví dụ như ở XL7 này anh chị thì nó sẽ đi theo xe là một cái lốp với thương hiệu Dunlop và nó sẽ có thông số lốp là 195/60R16. Đó, 195 này là cái bề ngang của cái lớp anh chị, là cái bề ngang lớp đây nè, nó sẽ là 195mm. Thì theo như một số anh chị á, thì nó khá là nhỏ và nhỏ hơn một số đối thủ đang bán trên thị trường. Thì anh chị hỏi là có thay lên được không? Thì được nha anh chị. Ở cái mâm zin này và anh chị vẫn có thể thay cái lớp này với cái thông số lớp ở đây là 205. Đó, ở đây là 205 để mình tăng cái bề mặt kích thước của cái lớp này lên thành 205 cho cái xe mình nó cứng cáp và nó vững chãi hơn. Đó, thì việc mà thay cái lớp 205 này thì em đã có khách hàng thay rồi và vận hành rất là ok nha anh chị, rất là bình thường, thay được, vận hành ok. Nhưng mà nó sẽ vướng một chỗ
là khi đi đăng kiểm lại anh chị, thì anh chị mình buộc phải về lại lớp 195 đúng thông số thì mới đăng kiểm được. Còn nếu mà anh chị mình để lớp 205 á thì mình sẽ không đăng kiểm được. Rồi tiếp theo, anh chị mình hỏi là khi mua xe mới về thì có nhất thiết là cần phải thay liền nguyên một cái dàn vỏ trên lớp này bỏ ra để thay Michelin vào để cho nó êm không? Đó, thì em chia sẻ với anh chị mình một chút xíu là với những kiến thức mà anh chị đi xe trước đây á, chia sẻ lại rằng là khi anh chị thay Michelin vào nó rất là êm á, thì cái đó nó sẽ rơi vào những cái trường hợp là anh chị mình đã đi một thời gian rồi, anh chị mình xe đã đi một thời gian rồi thì vỏ theo xe trên lớp này nè nó đã bắt đầu mòn rồi, và có một số trường hợp vận hành á, thì anh chị mình vận hành trên một số điều kiện á, thì sẽ dẫn đến là bốn cái vỏ nó mòn không đều, nên dẫn đến là tiếng kêu nó sẽ vọng vào lớp nó hơi lớn. Và tại thời điểm đó thì anh chị mình thay vào nguyên một cái dàn lớp Michelin mới thì hiệu quả nó rất cao. Lý do vì sao hiệu quả rất cao? Thứ nhất là do cái vỏ theo xe anh chị đã đi một thời gian nó đã cũ rồi, nó đã mòn không đều rồi. Và thứ hai á, là cái lớp Michelin á, nó sẽ có hiệu quả cách âm á, tốt hơn cái lớp zin lên lớp này. Đó. Và nếu mà anh chị mình vừa mới mua mới về, cái vỏ này nó vẫn còn mới, nó vẫn còn đều, mà anh chị mình bỏ ra thay vào Michelin á, thì nó cũng có cải thiện, nhưng mà cải thiện không nhiều anh chị. Và cái việc mà mình thay như vậy á, thì nó rất là phí tiền. Nên theo em á, thì anh chị mình cứ đi một thời gian đi cho nó mòn đi, rồi anh chị mình thay, thì lúc đó mình mới cảm nhận được cái hiệu quả, nó mới khác biệt nhiều được. Rồi về việc mà cái mâm zin này nè anh chị, 16 inch, thì có một số anh chị á, mình muốn cái mâm nó bự hơn, anh chị muốn thay mâm 17, thì thay mâm 17 có được không và nó sẽ có ảnh hưởng gì không? Đó, thì em chia sẻ chút xíu là việc anh chị mình thay từ cái mâm 16 này lên thành cái mâm 17 anh chị, thì việc thứ nhất thì anh chị mình sẽ bị từ chối đăng kiểm và sẽ bị cảnh sát giao thông họ thổi phạt khi mà họ phát hiện mình thay đổi kích thước mâm sai với đăng kiểm. Đó, nhưng mà việc mà anh chị mình vận hành với cái mâm 17 á, thì nó cũng rất là bình thường, nó không ảnh hưởng gì đến xe cả. Và vấn đề mình thay mâm 17 lên á, thì nhìn cái xe mình nó sẽ vững chãi, nó thể thao và nó đẹp hơn. Nhưng mà nó sẽ có một cái nhược điểm là khi anh chị mình thay cái mâm lớn hơn thì buộc anh chị mình phải đi kèm với một cái dàn lớp vỏ đó anh chị, nó sẽ mỏng hơn. Ví dụ như mâm 16 đây thì cái độ dày của lớp là 60, thì nó sẽ ra cái kích thước bánh xe như thế này, nó sẽ rất là phù hợp với lại cái lòng về. Còn nếu mà anh chị mình lên mâm 17 á, thì buộc là cái thông số cái bề cao của lớp anh chị nó sẽ thấp về khoảng 55 hoặc thậm chí là 50, để nó không có bị cả lớp trong một số, cả cái lòng về trong một số điều kiện vận hành. Thì việc mà mâm lớn hơn vỏ mỏng lại, thì vỏ càng mỏng thì cái tiếng kêu từ vỏ phát ra vọng vào cabin nó càng lớn. Đó, thì cái gì nó cũng có ưu và nhược điểm của nó cả anh chị, nên là tùy vào nhu cầu của anh chị mình thấy ưu điểm nó hay nó nhiều hơn nhược điểm, hoặc là anh chị mình có điều kiện kinh tế hay sao đó, thì anh chị mình cứ thay. Nhưng mà những cái việc mà can thiệp vào mâm lớp anh chị, thì cái ảnh hưởng nhiều nhất nó vẫn liên quan đến vấn đề đăng kiểm và vấn đề mà mình bị cơ quan chức năng cảnh sát giao thông xử phạt đó. Và những tất cả những cái thay đổi thông số về mặt mâm hay lớp thì khi đi đăng kiểm anh chị mình phải buộc về zin hết thì mới đăng kiểm được nha anh chị. Đó, thì đó là những cái câu hỏi mà em Minh chia sẻ đến anh chị mình về mâm lớp và phanh của Suzuki XL7. Và tại tháng 5 này, vào những ngày cuối tháng thì XL7 bên em hầu như là đủ màu giao ngay cho anh chị, trừ màu trắng. Và khuyến mãi vẫn đang rất là tốt. Anh chị có nhu cầu mua xe, hãy liên hệ ngay cho em với số hotline trên góc màn hình để bên em có thể tư vấn kỹ hơn. Và khả năng là sẽ có ký hợp đồng và giao những chiếc xe XL7 đó anh chị để phục vụ cho gia đình cũng như là việc kinh doanh. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả các anh chị ở trong video tiếp theo ạ.